tại sao khi gặp nghịch cảnh thì không nên kêu than, oán trách. Thất bại, mất mát, đau khổ đều là những nghịch cảnh chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Bởi cuộc sống đâu chỉ là một màu hồng tươi tắn, mà vương trong đó là biết bao nhiêu những mảng tranh xám xịt, những âm thanh than vãn hay những cảm giác bất công. Mỗi người khi đối diện với nghịch cảnh này lại có những dáng vẻ khác nhau. Tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn, có lẽ không có người nào chưa từng một lần than vãn, oán trách khi bản thân bỗng chốc phải đối diện với quá nhiều khó khăn, thử thách, bất công cả. Và thậm chí đôi khi, những câu trách móc gửi vào hư không như trời ơi, hay những lời cầu nguyện các đấng thiêng liêng phù hộ cứu vớt còn là những câu nói cửa miệng của người ta khi gặp nạn. Tuy nhiên, có được bao nhiêu người có thể vượt qua khổ nạn của mình mà không phải bỏ ra bất cứ một sự nỗ lực nào? Hay có được bao nhiêu người được bề trên ban phước lành khiến cho tai qua nạn khỏi? Câu trả lời là chẳng có phép màu nào tự nhiên xuất hiện nếu không phải do chính bản thân chúng ta tạo ra được chúng. Do đó, những lời oán trách buột miệng khi chúng ta gặp khó khăn kia là hoàn toàn vô nghĩa và thậm chí còn mang lại những tác động tiêu cực trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu cầu nguyện hay van xin chỉ có thể giúp cho người tìm được một chút bình an trong nhất thời nghịch cảnh, chứ hoàn toàn không thể giúp con người thoát khỏi sự khổ đau đó. Vậy khổ đau sinh ra từ đâu mà vẫn luôn quẩn quanh trong cuộc sống đời đời kiếp kiếp? Xét về góc nhìn của đời sống thì nguyên nhân của những chuyện khổ đau, đau khổ trên thế gian này không phải do ông trời nào gây ra cả, mà chính là do bản thân con người vẫn luôn có một mặt ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ cho bản thân không phải là một vấn đề sai trái. Tuy nhiên, đôi lúc việc đặt lợi ích của bản thân lên trên hết lại có thể vô tình, hoặc con người ta có thể thẳng tay trút giận lên những người xung quanh mình. Như nói những lời khó nghe, phá hỏng tâm trạng của người khác, hay bắt ép những người thấp bé làm những việc khổ cực khiến bản thân hạ dạ, cảm thấy người ta đau khổ hơn mình thì mình lại cảm thấy sung sướng. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, người người nhà nhà chỉ lo nghĩ cho bản thân, không nghĩ rộng hơn cho vạn vật xung quanh ta, cho những thứ liên quan đến mình, nên đau khổ vẫn cứ hoàn là đau khổ, bi kịch vẫn hoàn là bi kịch không thể hóa giải. Vậy thì thử hỏi rằng, nếu con người còn không chịu từ bỏ lối sống ích kỷ, chỉ quan tâm đến cá nhân mình như vậy, thì liệu có ông trời nào có thể làm biến mất được những đau khổ trên thế gian này hay không? Còn nếu xét đến góc độ của Phật giáo, chúng ta lại có một cái nhìn khác có căn cứ hơn. Theo Phật giảng dạy, con người ta đến với thế gian này là để trả nghiệp và tạo nghiệp. Do đó, mọi việc xảy ra với chúng ta đều không phải là ngẫu nhiên, mà đều có duyên cớ. Trong đạo Phật có một quy luật vô cùng quan trọng, đó là luật nhân quả. Rằng mọi hành động chúng ta thực hiện đều có hậu quả tương ứng, có thể là tốt hoặc xấu. Nếu chúng ta làm việc tốt thì sẽ nhận được kết quả tốt. Và ngược lại, nếu chúng ta làm việc xấu thì sẽ đón nhận hậu quả xấu. Hay như người ta vẫn thường nói, ở hiền gặp lành, ác độc ắt sẽ gặp báo ứng, hay gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Như vậy, nếu cuộc sống của bạn thuận lợi, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, con cái thành đạt, thì chính là do bản thân mình đã tạo phước cho chính mình, chứ không phải là do một đấng tối cao nào ban cho. Còn nếu như cuộc sống gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn, đó cũng chính là bạn đang phải trả cho những tội nghiệp mình đã gây ra ở đời trước. Hoàn toàn không có lý do gì mà than thân trách phận, oán thán ông trời bất công. Do đó có thể nói, những bất hạnh mà ta gặp phải trong cuộc đời chính là ta đang phải trả lại những nghiệp xấu mà ta gây ra, có thể ở đời này mà cũng có thể ở cả đời trước, đều không thể tránh khỏi. Vì vậy, than vãn oán trách chỉ làm cho người ta thêm phiền muộn, lo lắng, sợ hãi, chứ chẳng thể giải quyết được bất kỳ một khó khăn, nghịch cảnh nào cả. Đến đây, chúng ta đã hiểu được nguyên nhân gây ra khổ đau, hiểu được những bất hạnh đó chẳng ở đâu xa
mà đến từ chính những hành vi xấu xa của con người. Vậy chúng ta phải làm thế nào để giảm thiểu khổ đau trong cuộc sống? Nhớ lại lời Phật dạy ở trên, khổ đau gieo rắc vào nhân gian do chính cái nghiệp xấu mà con người tạo ra. Nghiệp tích tụ càng nhiều, khổ đau gánh vác lại càng lớn hơn. Vì thế, để làm tiêu tan đi đau khổ trên thế gian này, con người cần phải liên tục làm phước thiện, luôn tìm cách giúp đỡ người khác trong phạm vi khả năng của mình để vừa mang lại hạnh phúc cho người khác, lại vừa tích thêm công đức cho bản thân mình. Thử xét một ví dụ như sau. Nếu một người phải ăn một nắm muối, thì quả là một việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu người này bỏ nắm muối đó vào một tô uống rồi mới uống, thì hẳn sẽ dễ chịu hơn một chút. Và nếu có thể bỏ vào trong một chiếc lu lớn hơn, thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nắm muối ở đây cũng giống như những tội lỗi mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Còn tô nước hay lu nước chính là những phúc đức do mình tạo ra. Nếu nước càng nhiều, nghĩa là chúng ta tích được nhiều công đức. Nó sẽ có thể giúp hóa giải một phần tội nghiệp mà ta đã làm trước đây. Còn nếu bạn cũng thử tưởng tượng rằng cả thế giới này ai cũng chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến mọi người xung quanh, không tích cực làm việc tốt, thì sẽ không thể có phước lành xua tan đi tội nghiệp mà ta gây ra. Khi đó tất cả những gì tích tụ lại sẽ chỉ là những khổ đau nối tiếp khổ đau. Con người cũng dần đắm chìm trong đó mà quên mất thế giới này, còn những ánh sáng của lòng lương thiện. Như vậy, qua bài học về nghịch cảnh, về khổ đau trong cuộc sống, chúng ta hiểu được rằng những sự chán nản, bi quan, tiêu cực, oán trách của bản thân chỉ là mặt yếu đuối của bản thân chúng ta vì muốn tránh né những nghiệp báo do tội ác của chính mình. Do đó, dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta cũng không nên vì thế mà có những hành vi né tránh tội nghiệp của mình. Trái lại, hãy mạnh mẽ đối diện với nó, chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra và học cách sống tốt, sống hướng thiện để đem lại hạnh phúc cho mọi người, cũng là đem lại niềm vui cho chính mình. Càng nhiều những việc tốt được thực hiện hàng ngày sẽ càng giúp giảm thiểu nghiệp báo và khổ đau, từ đó đem lại sự an lạc, bình yên cho cuộc sống.